Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaiòn.com Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Lê Đôi Sài Gòn TV theo dõi cà phê sáng và thời sự thế giới trong ngày 14 tháng 11 thứ hai giữa tháng 11. Người lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Chúng tôi nói chuyện với nhau ừ. mới đây mà đã sắp tới Thanksgiving rồi. Ngọc Lan có dự trù gì cho ngày lễ tạ ơn giống như năm ngoái hay là sẽ có cái gì mới không? Ờ, Ngọc Lan nghĩ cũng sẽ giống như vậy, tức là cũng <laughs> là ngày đó là ngày của gia đình mà ngày của gia đình thường nhưng mà năm nay và... nếu mà ngọc lan ừ. chọn ăn gà tây á thì họ Đắc mấy ngày hôm nay họ nói giá gà tây nó lên cao quá trời luôn không phải là vì vấn đề lạm phát mà cái tin tức này chúng tôi đã nói từ năm ngoái đó là cái dịch đợt, đợt, đợt bùng phát cúm da cầm nó gây ảnh hưởng uh, trong thời gian qua và đặc biệt nhắm vào những cái con gà tây này ừ. cho nên năm nay họ Họ phải là giết trước xong rồi có đông lạnh rồi mới gửi đến để bán Thì năm nay giá cả cao hơn nhiều Không biết quý vị nào có mua sẵn hay không Chứ còn chờ bây giờ đến lúc đó mua thì chắc chắn là sẽ giấy giá cao hơn so với năm ngoái mình còn khoảng chừng 10 ngày nữa ha mười yeah, ngày nữa tuần tới rồi dạ yeah, ngọc lan nghĩ thấy thường á, mỗi năm người ta làm gà tây á, tại vì công nghệ nó nó to cho nên nó cất một tủ lạnh nó cũng choáng chỗ thường người ta sẽ chờ tới sẽ, đó thôi dạ yeah, ừ. dụ sớm nhất là cuối tuần đó cuối tuần này cứ tuần này ừ. sẽ đi mua ờ, nhưng mà cũng chưa để ý cái giá nó là bao nhiêu um, có những nhà thì um, trong thời gian đại dịch họ mua sẵn những cái tủ lạnh để bên ngoài gara đó hoặc là để ngoài sân đó. Đúng rồi. thì đó là cái thời điểm tốt nhất nếu mà quý vị mua được sớm để mà làm nhưng mà chúng tôi hỏi qua thì một, chỉ có những gia đình mà có con em sinh ra ở đây nó thích nó theo mỹ đã thích cái truyền thống thì ăn gà tây cho nó vui chứ còn đa số người việt nam mình vẫn đi mua vịt quay với lại heo vô nó quay với gà gà quay. Dạ, yeah, người ta vẫn thích tại vì cái gì mình ăn mà nó quen với khẩu vị của mình yeah. thì mình dễ hơn. Ngày hôm qua Ngọc Lan với Nguyễn Trường Có ghé ngay cái tiệm mà hẩu vị bbq ở đúng gần đây đúng để đúng coi đúng coi, đúng coi là họ có làm gà tây hay không để đúng mình đúng giới thiệu cho khán giả có thể người ta biết chỗ người ta đặt. Nhưng mà họ nói là không, không họ không, không có à. làm bởi vì quay một con gà như vậy nó choáng chỗ lắm. Đúng. À, nó nó yeah. thay vì nó mất chỗ so với lại quay hai ba con kia cho nên nhưng mà họ nói rằng là người Việt mình vẫn ăn gà à, vịt nhiều. Ừ. Hơn. ngày đó là họ bán tới mấy trăm con này. trên uh, YouTube á, họ hướng dẫn quay con à, gà tây như thế nào Vậy <laughs> mình đã làm ở nhà thấy nguy hiểm quá hả? Tại vì làm nguyên lắm. một cái cái nồi mà để đầy dầu ở trên á, xong thả con gà vô, tôi thấy rất nhiều nhiều lúc đó để không đúng nó nó rớt xuống cái là Ồ, nó dầu văng lên. nó văng lên rồi lửa xảy ra. Còn nếu như Ngọc Lan quay Nước. gà tây thì nướng luôn. Quay mà. là nướng, à. mình nướng mà. Ừ. Cho nên, uh... Con này trên dầu. Yeah. Uh. Ngọc Lan nhưng mà mình làm mình tự làm theo cái cách mà cái khẩu vị bắt đầu nó nó chơi dễ ăn cho người Việt Ngọc Lan thấy cũng cũng ok lắm á. Thấy nên ướp trước cũng cả ngày á, Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó thấm vào bên trong. trong. Dạ. Ừ. À, thì có nhiều cách hồi trước Ngọc Lan cũng có hướng dẫn trên. Hướng dẫn trên, rồi. Trên... À, bây giờ cái còn không rồi. Còn. Không? Vẫn trên clip của Lý Đô Sài Gòn TV mà yeah. Dạ chắc gần đây quý vị sẽ bên đài sẽ chiếu lại quý vị sẽ yeah. theo cái đó làm Ngọc Lan thấy nó rất là dễ nhưng mà nó vui nữa trở dạ. lại với các bạn tin đáng chú ý thì cái vụ mà chạm hai chiếc máy bay chạm mà trên không ở Dallas thưa quý vị từ hôm thứ bảy nhưng mà đến giờ phút này vẫn tiếp tục được thảo luận bởi vì cơ quan kiểm soát không lưu và cơ quan an toàn chuyển vận của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra à, nhìn qua cái, họ nói rằng cái cuộc biểu diễn trên không này các phi công họ đã thực tập rất nhiều lần rồi và toàn là những người chuyên gia họ mới bay biểu diễn như thế này à, thì không biết vì lý do nào vào giờ phút chót có thể là chúng tôi nghĩ chắc chắn là cái tọa độ của một người phi công phó bởi vì khi mà lên à, cất cánh đó, thường là hai phi công hỏi nhau là các anh có bảo đảm cái tọa độ đó hay chưa rồi người <laughs> phi công phó sẽ nói yes nghĩa là trước khi cất cánh đó, là họ đã chuẩn bị hết tất cả những cái tọa độ cần thiết và họ đã canh hết cái tọa độ và nhìn ở dưới thì thấy rằng rất là sát nhau nhưng mà đa phần những cái cuộc biểu diễn quý vị thấy hay chiếc máy bay nó bay nghĩa là ngược chiều nhau tưởng là đụng nhau nhưng mà gần đến thì nó bay quá bụng nhau thế nhưng những cái chuyến máy bay biểu diễn như vậy đó nếu mà chỉ cần sai sót một chút xíu có thể vì gió có thể trong lúc bay như thế cái tốc độ quá nhanh hơn gần đấy đích thì chuyển gió hướng hoặc là cái tọa độ tính sai chỉ cần một chấm một độ thôi là có thể đủ để hướng máy bay um, đụng và hậu quả là những người khán giả trong đó chúng tôi thấy có mấy đứa nhỏ nó tội nghiệp vô cùng mà nó khóc luôn bố mẹ thì la hoảng còn mấy đứa nhỏ có đứa thì ông bố lần đầu tiên đưa đứa con 4 năm tuổi của mình đi để cho nó xem thì nó nó đứng nó nhìn thấy máy bay rồi nó lần đầu tiên người ta chứng kiến hai chiếc máy bay đụng nhau ở Dallas rớt xuống đất bùng nổ lên một cái cột lửa ừ. lớn. À, tin tức sáng ngày hôm nay à, họ chỉ tiết lộ là có một phi công đến từ Ohio chết trong tai nạn này. Năm người còn lại hiện nay đang chờ đợi à, sẽ được công bố à, chính xác. À, nhưng mà nhìn à, à, lại các video chúng tôi thấy đó là Cả hai, cả hai bên phi hành đoàn á chết ngay tại chỗ. Họ không có thì giờ để họ nhấn cái nút để bay ra ngoài nữa bởi vì bụng của chiếc máy bay nhỏ đó đáp vào đầu của chiếc máy bay lớn à, đều là những cái loại máy bay à, quân đội cả. Và à, khi mà cái vụ va chạm vừa thấy chúng tôi vừa thấy một cái là thấy biết chắc chắn ngay cái bên phía phi công của chiếc máy bay lớn à, tự nạn rồi sau đó thì chiếc máy bay nhỏ cũng rớt xuống may mắn đây là hình ảnh sát cứ vị thấy khi mà đụng vào nhau đó cái chiếc máy bay nhỏ ở trên đó là tan nát luôn đây là cái cánh còn lại nè thì làm sao mà người ta có thể sống được rồi ngay cái đầu của hai phi công ngồi và kể cả như vậy đó chiếc máy bay lớn có thể có bốn người và chiếc máy bay nhỏ hai người hiện nay thì tin tức vẫn đang tiếp tục điều tra và khi máy bay nổ nó rớt từ trên không nó rớt xuống nè 6 người thiệt mạng. Ở dưới đất thì không có ai ở vào thời điểm đó, cả họ tập trung ở ngay phi trường của Dallas và vì thế không ai bị ảnh hưởng. À, cuộc điều tra hiện nay vẫn còn đang tiến hành. À, hãng hàng không American Airlines vào sáng ngày hôm nay họ cho biết có hai thành viên cũ của hãng là ông Baker và Root thiệt mạng trong tai nạn này. Thì nếu như vậy là có tất cả là ba người đã được xác nhận. Còn ba người còn lại thì chưa. À, chiếc Boeing à, B17 từ thời Thế chiến thứ hai Thưa quý vị biểu diễn cùng với à, một cái chiếc máy bay chiến đấu nhỏ à, đó, cũng là máy bay chiến đấu nhỏ luôn. À, loại à, Bell P63 King Cobra. Bay rất nhanh, bắn rất chính xác. Thì đây là chiếc King Cobra nhỏ ở trên, chiếc dưới là B à, 17 thả bom rồi thực hiện những cái phi vụ tấn công từ thời đánh Đức Quốc xã Thế chiến thứ hai cuộc điều tra vẫn đang tiến hành đây là một tai nạn rất là đáng tiếc mà một lần nữa thưa quý vị họ muốn tìm hiểu xem ai lỗi ở đây người phi công của chiếc máy bay Boeing bay hơi cao quá hay là chiếc máy bay nhỏ bay thấp quá bởi vì chiếc Boeing này đang bay hướng từ trái sang phải rồi chiếc máy bay, bay nhỏ cũng bay từ hướng trái sang phải và hai bên sẽ chéo nhau ở một cái điểm ở trên không. Thì lúc đó chúng tôi thấy cái chiếc máy bay, bay nhỏ ở trên á là chạm vào chiếc máy bay, bay lớn. Cho nên phần lỗi có thể là người phi công bên chiếc máy bay, bay nhỏ bay thấp hơn chút xíu thôi. Một, một một, thước thôi là đủ để chạm. Cho nên cái cái va chạm đó thưa quý vị và chạm vào cái đầu của chiếc máy bay, bay lớn này. À, lúc mà cái này nó nó làm cho người ta sửng sốt là bởi vì lúc đó nhiều người live trực tiếp. Dạ, Ngọc Lan nhìn đúng thấy à, coi tự nhiên Khắp cái nơi, Facebook, người YouTube, ta đang yeah. đang tự nhiên hai cái nó sẹt với nhau một cái ừ. cái nó bùng lên rồi nghe cái tiếng của những cái người mà trong những cái livestream yeah, đó khát, họ thét khổng lên khổng khiếp, yeah. rất là khủng khiếp. Chúng tôi tiếp tục với ừ. phần tin cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo mà quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princessline.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Phê sáng trả lại với quý vị và cái, cái hình ảnh của con gà Tây nó vẫn còn dính ở trong đầu của chúng tôi cho nên à, vẫn thắc mắc về. Chưa bao giờ chúng tôi quay gà Tây hay là chiên hay rán hay làm gì cả. Ướp ừ. ừ, cho nên cũng không biết ướp nữa. À, thì cô hỏi cho phải ướp với lại nước mắm. Tại vì người Việt Nam mình ăn gà Tây hay là gà bình thường có nước mắm vô nó rất là thơm. cái nó, nó, đúng phải không? Không. Nhưng mà gà Tây á, thường người ta chỉ là ướp muối thôi. Ờ, à... Không à, có là... xì dầu luôn đó hả? À? Không, à, chỉ có muối với lại những cái 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 cái, cái hương liệu cái những cái uh, loại mà nó tạo mùi thơm cho ừ. con gà. Nhưng mà quý vị làm ngon á, tại vì anh Thụy hỏi cho Ngọc Lan nói luôn. Thường á, cái con gà tây tại sao người ta ăn mà trước đây người Việt mình cứ ngán á, là bởi vì cái thịt nó nhạt. À, có nó quá lớn luôn cho yeah. nên nó ngạt nhau nó nhạt nhưng nếu mình làm á nguyên con gà thì quý vị thả, tưởng tượng mình thải mm. nó vô trong nguyên một cái thùng nước mà trong đó là những cái cái gia oh, vị đó à, đúng vị. rồi là <laughs> là có muối nè rồi ở trong đó có nước dừa mm. nè ở trong đó nó nhiều thứ lắm rồi những cái hồi rồi những cái nhánh mà uh, rosemary là cái quan trọng nhất là phải có thải vô oh. rồi tỏi rồi hành vân vân nhiều mà người ta ngâm trong đó gần 24 tiếng đồng hồ tức là cái gia vị đó cái nước nó, nó thấm Vô trong thịt con gà thành mà ra tuyệt đối là mình... không có nước mắm không có nước mắm <laughs> mình lên mình nướng lên á thì trong thịt Tôi nó nghĩ đó rất là, một là cái ngon cái sai sót rất lớn đó là lý do tại sao người người Việt Nam mình không ăn gà tây nhiều Cậu... vì không có nước mắm không có nước mắm. <laughs> không có nước mắm đó cho nên là khi mà quý vị nướng vô cái thịt Bá nó rất là thơm vời, hả? nó rất là ngon rồi sau đó người ta quét lên đó mật ong rồi lúc nướng người ta thoa bơ lên trên đó tôi chỉ nhớ ba cái con gà tây là lúc mà đi las vegas ăn bao bụng à. <laughs> thấy thấy ngao ngán tại vì họ lát miếng nào miếng nấy bự thật bự mà trong cái nhìn nó nhìn nó nhạt thích cả, à cho nên không đụng tới nhưng mà nhìn thấy cái hình này thì ồ oh, nếu đó. mà đây là yeah. con gà của ngọc lan này chúng tôi sẽ ăn ngay uh, no. <laughs> ok um, thưa quý vị anh Thụy với quý vị chắc có lẽ là nhớ cái cuốn phim the terminal The Terminal đóng. cái người đàn ông bị kẹt ở trong phi trường suốt 18 à, năm. 18 năm sống ở phi trường. No, Dạ yeah, 18 hả? năm à, quý vị nhớ cái cái, cái cuốn phim này. đó hồi okay, kỳ rất là nổi tiếng, người đàn đây là người đàn cái phim á The Terminal thì là Tom Hanks đóng nhưng mà cái nhân vật chính lấy cảm hứng là từ người đàn ông này là một câu chuyện có thật. Người đàn ông này là người Iran, ông tên là Moran Karimi Nancy, ông mới qua đời vào hôm thứ bảy vừa rồi, mới có năm 68 tuổi. Mà ông qua đời đó đặc biệt á là ông lại đến ngay cái nhà ga mà ông đã từng ở đó 18 năm. Ờ, cái Crazy. nhà ga, cái sân bay đó, cái phi trường ở Paris, Charles de Gaulle, ờ, ông đến đó và ông chết ở đó. Um, cái câu chuyện này nó gợi cảm hứng cho người ta làm phim của Mỹ thì làm cuốn phim đó nè, Pháp cũng có cuốn phim nè, rồi người ta dựng một cái vở ba lê cũng về cái cảm hứng này. Wow. Tức là người đàn ông này á là ông là người Iran, xong mẹ ông thì là người Anh, cha ông là người Iran. phim quá Thì ông hay. đi qua bên Pháp, bên Anh á ông du học. Ông du học xong đến khi mà ông trở về đó thì ông bị cái quốc gia của ông á, nó trục xuất với lý do là ông đã có những cái giống như là những cái phát biểu, những cái cái hành xử, gọi là chống đối lại yeah. như chính quyền vậy đó, họ trục xuất ông trở lại. thì khi mà ông trục xuất ông á thì ông mới làm hồ sơ để xin định cư ở một quốc gia ở châu Âu. thì lúc đó người ta đã cấp cái giống như là cho ông những cái giấy tờ để ông có thể ông xin định cư ở một cái quốc gia nào đó. nhưng mà rồi toàn bộ cái tài liệu, những cái hồ sơ của ông nó bị mất, nó bị một cái kẻ nào đó đánh cắp thành ra ông không đi đâu được hết. Lúc mà ông từ ở bên Pháp ông bay về ở quốc gia của ông xong rồi người ta không cho ông vào, phải trở lại. Thành ra ông bị kẹt luôn ở ngay tại phi trường ở Paris. Ông cứ lòng vòng ở đó tại vì không có giấy tờ mà trả ông về quốc gia ông thì người ta không nhận. Không nhận Và bây giờ giấy đó, không tờ không ông mất ra. hết rồi, người ta cũng không biết bây giờ xác định nhân thân của ông như thế nào không biết. Thế là ông sống ngay tại ở phi trường này suốt 18 năm và ông trở thành một cái người giống như là người ta gọi là ông cũng là nổi tiếng bởi vì người ta đi qua đi lại đó thì người ta biết ông à, thì những cái um, phi trường này những nhân viên đó thế là người ta cho ông một cái phòng ông ở đó rồi yeah. ông ở với viết sách rồi ông cứ nghĩa là quanh quẩn ở đó thôi rồi ông uh, sử dụng nhà tắm đồ chung với những người nhân viên ở đó kinh hoàng và tuy nhiên á tuy nhiên ông ở đó 18 năm lần tuy nhiên người ta nói rằng những nhân viên ở đó nói đó do ông sống ở trong cái phòng đó nó không có cửa sổ tức là ông không có thể nhìn thấy cái bầu trời ở ngoài ông có ra khỏi đó cho nên ông cũng có vấn đề về Tân trong cái lũng. tâm thần của ông nó cũng có ít nhiều những cái cái gút mắt ở trong đó ừ. cho đến năm 2006 tức là sau 18 năm từ ông ở đó từ năm 88 cho đến năm 2006 thì lúc đó người ta bắt đầu ông đã tìm được một cái nơi và người ta cho ông ra ngoài thì ông ở Paris mà người ta nói là ông ở giống như là ẩn cư vậy đó người ta không có ông không có biết như thế nào nữa hết À, cho đến cho đến trước khi mà ông qua đời đó một thời gian thì ông lại trở sinh lại trở lại trong cái phi trường đó ông ở đó và ông mất ngay tại cái phi trường đó. Yeah, Quay ông, lại phi trường đó sống, tức là bây giờ sống quen đó. đến độ mà không thấy thích hợp với đời sống bên ngoài nữa. Đúng rồi. Anh Thủy nói cái điều đó đúng, người ta nói là khi ông ở đó 18 năm á, lúc mà ông như được gì? người ta cấp cho ông những cái giấy tờ để ông có thể ông bước ra ngoài ông ở, tự nhiên giống như ông cảm thấy ông xa lạ với cái đời sống ừ. ở bên ngoài. Ông không có thích nghi được, cho nên ông lại quanh quẩn vòng 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 ở đó, rồi đến cuối đời ông lại quay trở lại ông sống ở trong ở trong cái phi trường đó. Tại vì lúc mà 2006 á, khi mà ông ra đó, ông đi ra ngoài thì ông cũng ống giống như là à, ẩn cư vậy đó. Ông ừ. không có tiếp xúc được với ai hết. Nhưng mà cái, cái câu chuyện của ông uh, khiến người ta nhớ. Uh, rồi uh, người ta cứ làm phim, những cái bộ phim về ông. Thì nhưng ông mà trong qua cuốn đời... phim uh, The <laughs> Terminal nó hoàn toàn khác hẳn với những gì Ngọc Lan kể. Nó chỉ là phóng tác lại Đúng câu thật. chuyện của ông dạ. này thôi. Uh, cuốn phim Terminal mình xem mình có thể khóc được bởi vì <laughs> uh, nội dung tình tiết một phần nó cũng giống như ông này. Nhưng mà bởi vì trong đó có thêm nhiều cái tình tiết éo le tình cảm rồi đủ hết cho nên mình thấy cái câu chuyện nó quá hấp dẫn ừ. chứ còn bình thường á như một cái người mà sống ở trong đó thì những cái căng thẳng của họ và uh, không có quốc gia để về đúng rồi ông là một người người ta gọi là người vô tổ quốc đó vô tổ quốc dạ. thì thật tội nghiệp À, chúng tôi uh, Ngọc Lan có nhiều tin tức khác và chúng tôi toàn là những cái tin tức không được vui lắm bởi vì đây là những cái mạng đời sống mà những phụ huynh ngày hôm nay họ vô cùng đau buồn à, hai trường đại học đều có người chết thế nhưng đây là một trong những uh, cựu cầu thủ của trường đại học Virginia và hiện nay đang được cảnh sát truy lùng nội vụ xảy ra từ ngày hôm qua lúc 10 giờ 30 tối chủ nhật một cái bản thông cáo khuyến cáo của trường đại học vang ra sau khi được sinh viên báo cáo là có một cái vụ nổ súng ở bên trong nhà để xe của trường đại học virginia ngay sau đó người ta truy lùng thì có người nhìn vào máy quay an ninh đó thì họ nhìn thấy cái cựu cầu thủ này à, không biết vì lý do nào quay trở lại trường để mà thực hiện vụ tấn công anh này ấn tên là christopher Daniel Jones Jr., Christopher Jones Jr., cựu cầu thủ. Bản tin không chưa biết là có còn học ở Virginia hay không, hay là có mối căm thù bạn gái hay là như thế nào đó mà quay trở lại. À, cho đến giờ phút này, hy vọng từ bây giờ đến chiều nay người ta sẽ tìm thấy được Christopher. Nhưng mà cảnh sát đến sáng hôm nay họ nói họ vẫn đưa ra lệnh khuyến cáo với công chúng là rất cẩn trọng bởi vì họ đưa hình ảnh và họ nói à, tay súng rất là nguy hiểm à, gặp là phải báo cáo ngay chứ đừng có chờ đợi gì hết à, hiện nay thì số người chết đó, họ nói là ba rồi bị thương hai đó là tại trường virginia à, trong khi đó à, một ngôi trường khác ở india idaho à, thành phố lại tên là thành phố moscow thưa quý vị moscow ở idaho thì cảnh sát ở Đại học Idaho cho biết bốn sinh viên đã chết trong một căn nhà gần trường học. Bốn sinh viên này không biết là có phải là người mướn cái căn nhà này hay là đến đây để dự bữa tiệc vào cuối tuần rồi bị bắn chết, hay là trong số bốn người này, bốn nhân vật này là có nam nữ như thế nào hoặc là họ sống như thế nào và có phải là sinh viên của trường Moscow ở Idaho hay không. Thì hai cái vụ nổ súng ở trường Virginia và Idaho hiện nay đang tiếp tục là một cái bản tin lớn của cảnh sát và đang truy lùng. À, bốn người thiệt mạng mà họ nói họ chỉ cảnh sát ở Idaho đó, họ chỉ nói bốn người này là xảy chết trong cái vụ án mạng. Còn ai là kẻ giết người thì họ không có cái tâm tích chưa có chi tiết. Nhưng mà ở Virginia thì họ đã có cái cựu cầu thủ à, bóng na bóng bầu dục này. Chúng tôi tiếp tục với bản tin tức ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn bảy một bốn chín hay vào website cá nướng da giòn com. Làm hoàng lại với quý vị với cà phê sáng ở San Francisco vừa xảy ra một vụ cướp mà khác hẳn với những đám cư, à, vụ cướp khác. Phần lớn là ở San Francisco có, có những người bạn của chúng tôi nói họ cũng ngại lên đây bởi vì có những cái con đường mà xe động bên ngoài đó là bị bọn trộm buổi tối nó đập cửa nó vào nó lấy đồ đủ hết chuyện đó ầm mỹ rồi vấn đề vô gia cư nữa. Cái vụ này nó xảy ra như thế nào Ngọc Lan? Ờ, vụ này có thể nói nó là nói nó hy hữu cũng đúng bởi vì trong cùng một cái cuối tuần đó mà tới hai vụ tương tự như vậy xảy ra đó là trong lúc mà người ta cái người mà nhiếp ảnh gia này từ bên Texas bay qua cùng trong ngày thứ bảy mà ban ngày để mà chụp hình đám cưới cho một cái cặp thì hai kẻ cướp nó bịt mặt nhưng mà nó có súng nữa nó chạy đến ngay lúc người ta đang chụp hình như vậy á để nó giật cái túi mà chứa máy hình đồ này kia của Quấy cái người nhiếp ảnh gia yeah. thì trong hình ảnh mà người ta thấy ghi lại được á nói rằng là nó nó giật, nó dằn co mà cô dâu chú rể đứng giống như là chết chân luôn đứng Không biết làm gì ờ, Cái người mà nhiếp ảnh gia đó yêu cầu là giấu tên Bởi vì là sợ, nói chung là sợ bị trả thù Um, cái chuyện này nó xảy ra hôm 9 tháng 11 vừa rồi. Nói là khi mà anh anh ta lại giành giật lại giống như là anh ta chiến đấu với lại hai cái tên này để giật lại giữ lại cái hình ảnh mà đã chụp của thân chủ mình. Nhưng mà rồi thấy cái uh, video cái clip sao mà có quay lại được á yeah. thì hai tên kia sau khi mà nó giành giật nó đánh anh này không được cái nó bỏ nó đi. Nó không bán. Wow. Nhưng mà anh nhiếp uh, ảnh gia này kể lại anh nói là sau khi nghĩ là anh thấy là quá nguy hiểm, Đúng rồi. cái hành động của ảnh quá nguy hiểm lúc đó là ảnh hành động hoàn toàn là theo cảm tính thôi, dằn co với hai tên đó. chứ thật ra đó nếu mà để bảo vệ tính mạng của mình á thì nên để cho nó lấy đi thì cái đó là nó sẽ an toàn hơn nhưng mà vì uh, giống như một cái phản ứng tự nhiên Trời anh giành giật lại cưng của mình dạ, mà. nhưng mà anh nói rằng là từ đây về sau anh sẽ không bao giờ đến nhận bất ừ. kỳ một cái chụp hình nào ở ngay tại cái khu vực san francisco hết bởi vì nói là trong thời gian qua đó đây là không phải là lần đầu tiên những cái vụ mà à, cướp giật giữa ban ngày nó diễn ra như thế nhưng mà bây giờ ngay trong lúc người ta đang đứng chụp hình có cô dâu có chú rể ở đó luôn mà vẫn diễn ra cái cảnh mà giật cao coi cái clip nó mình thấy là không thể tưởng tượng được à, mà trong cái ngày hôm đó tới hai cái vụ nó diễn ra như thế nhưng mà chỉ có riêng anh này thì ảnh báo cảnh sát ảnh lên tiếng mà anh này ngay trong ngày đó từ vừa bên Tết sát bay qua chụp hình rồi tại vì cái 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 trị giá của toàn bộ máy chụp cũng hình máy ảnh rồi đó thì nó cũng nhiều tiền nhiều mấy chục thì ngàn. một phần á thì người ta đoán rằng nó giật cái đó để nó bán là để để nó lấy tiền đó. Chắc Một chắn. phần trong những cái ví dụ như cái hình ảnh mà người ta đã chụp rồi á, thường người ta sẽ tiếp những hình ảnh đó thì nó có thể để nó liên lạc để nó bán lại cái cái đống ừ. hình ảnh đó nữa. À, đó là cái lý do tại sao mà nó giật cái cái những cái máy chụp hình ngay tại đám cưới là như vậy. Bọn này ghê ha, ừ. bây giờ bắt đầu nó biết được cứ việc biết tại sao không? những ai mà mê máy ảnh rồi như chúng tôi mê đó là bỏ không biết bao nhiêu tiền ra để mua Ống kính có cái 3 ngàn đô la, cái ống kính nó còn đắt hơn cái máy nữa. Và quý vị chỉ cần đắng một chút xíu thôi lên trên eBay bán không ai biết luôn là người ta mua với cái giá vô cùng cao. Máy ảnh được một cái đó nếu mà quý vị sưu tầm á, à, mua không hầu như không có lỗ. Bởi vì có những cái, cái ống kính á, à, Canon, Nikon, Sony v.v. họ giữ giá. Họ quý vị mua ở đâu cũng với giá thì ba ngàn là 3 ngàn và nếu mà bán lại đó thì cũng được với cái giá cũng hai ngàn sáu hai ngàn bảy bây giờ bọn chúng bán đại thì hai ngàn bọn chúng bán cho thật nhanh đi thì đó là lý do mỗi một thợ mà một khi đã mê máy ảnh rồi thì chết <laughs> bởi vì máy ống kính mới nào ra là họ cũng phải nhảy đi và một cái điều vui đó là nếu mà mình không có được cái ống kính đó thì Ngọc Lan cảm thấy thiếu không phải, thấy thua thiệt vô lý. Thấy, thấy Không tại vì cứ thèm thèm họ nói chứ à, phải mua cái loại này là mô đô này là thì sẽ chụp được cái ảnh như thế này cho nên nếu mà quý vị đi đi theo dõi đó là những nhà chơi mấy ảnh này họ phải chạy đua. Mày có cái đó thì tao cũng phải có cái là cầm ra một cái nhìn thấy ố oh, biết chơi biết chơi. Cho nên những cái tay thợ nhiếp ảnh mà chụp hình họ phải sắm những cái máy khủng khiếp lắm và đi học mà thiếu nợ cũng vì thế cái điều vui xui ở đây đó là có 16 triệu trong số 22 triệu sinh viên cũ họ có đủ các món nợ đó và thậm chí có những người có các món nợ mà lẽ ra họ vẫn phải trả đó làm cách nào đó họ nó không cái 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 tiền đó tôi cảm thấy lỗ hoặc là cảm thấy có cái sự thiệt hại À, bởi vì mình không được tốt nghiệp hoặc là vì một cái trở ngại nào đó, họ cũng điền đơn luôn. Thì à, chúng ta còn nhớ cả mấy tháng nay, là cách đây vài tuần lễ đó, à, chính phủ Hoa Kỳ báo cho biết sau khi họ đưa lên trên trang mạng về à, cái đơn để những ai thiếu nợ sinh viên có thể điền vào à, nợ Pell Grant từ 10.000 tới 20.000 sẽ được à, xóa, không hoàn lại thế nhưng vào hôm thứ năm vừa rồi chúng tôi cũng loan tin là ông một ông quan tòa ở texas đã ra phán quyết rejected ông tòa nói rằng cái điều này nó vô lý ông nói theo đơn kiện của phía cộng hòa đó thì họ những người này họ nói vô lý quá bởi vì cái số tiền đó lên cả bao nhiêu tỷ mỹ kim có thể dùng những cái số tiền đó để mà hỗ trợ cho xã hội thay vì giúp thêm cho những người mà lẽ ra những người này phải có trách nhiệm trả tiền học nó giống như tiền xe vậy đó thì những người này lúc mà đi học thì có những người người ta nghi ngờ trong cái chương trình mà 22 triệu đó đâu phải tất cả 22 triệu sinh viên này đều bị ảnh hưởng đâu có những người có công an việc làm họ có khả năng trả tiền nợ trở lại mà họ không trả mà chính phủ Hoa Kỳ thì báo cho biết đến sáng nay đó họ có tất cả 16 triệu nhưng mà cái câu họ nói đó thì không biết được những 16 triệu người này đã nhận được đơn, chính phủ Hoa Kỳ đã nhận đơn rồi và chuẩn bị để xóa cái món nợ đó thì không biết có xóa chưa nha. Bởi vì cái phán quyết này đưa ra vào hôm thứ năm mà cái chương trình này đã thực hiện cả vài tuần lễ trước rồi. Thì chưa biết được trong số 22 triệu sinh viên này có ai được xóa nợ hay chưa nhưng ngay sau khi phán quyết của tòa đưa ra chính phủ hoa kỳ báo cho biết họ ngừng cái việc nhận đơn cho tới ngày hôm nay ừ. và bây giờ cái chương trình này đó bên phía ông biden thì ông nói rằng bên phía bộ giáo dục cái cơ quan mà phụ trách về cái chương trình gọi là xóa nợ loan forgiveness đó, họ đang đưa đệ đơn lên tòa kháng án nhưng mà cái chuyện mà tòa kháng án thụ lý có thụ lý hay không hay rồi cái kết quả của tòa kháng án như thế nào bởi vì khi mà ông quan tòa ở Texas ông đưa ra đó ông phải viết một cái bản giải thích lý do tại sao ông đưa ra phán quyết đó mà nếu mà tòa kháng án nhìn thấy cái cái phán quyết của tòa dưới mà đầy lý lẽ đó mà họ sẽ cho phía ông Biden bao nhiêu ngày đó để trả lời với cái thắc mắc của họ mà nếu không trả lời đúng thì họ sẽ thuận theo tòa dưới thì cái vấn đề này có thể đưa lên tới tối cao pháp viện à, chưa biết được nhưng mà đến giờ phút này thì rất tiếc những ai mà muốn xóa nợ thì tạm thời chương trình của họ ngưng lại rồi ờ, nếu Ngọc Lan nhớ không lầm hôm trước khi mà nói là xóa nợ không phải là tất cả các sinh viên tốt nghiệp mà còn nợ là đều được xóa hết mà nó có những cái tiêu chuẩn của nó yeah. là người đó phải trả nợ được trong bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nợ tức là do cái việc làm họ không có đủ hay là vân vân nhưng yeah. mà vào thời điểm họ nộp đơn họ phải đang đi làm nhưng mà họ đã trả một khoảng thời gian yeah. rồi nhưng mà nó không ừ. nó không hết thì bây giờ cái yeah. phần còn lại đó người ta sẽ xóa cho họ với cái số tiền maximum là lên đến hai chục ngàn, yeah. Yeah. Nhưng mà cũng phải là chương trình Pell Grant chứ còn những cái chương trình khác thì yeah. họ không có ừ. đụng tới. lấy đương nhiên có rất nhiều cái điều kiện nhưng mà 16 triệu người này có ai đã được xóa hay chưa thì thực sự tin tức chưa cho biết và bây giờ thì hầu như tất cả đều khựng lại để chờ cái phán quyết của tòa kháng án chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quảng cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaiòn.com những cái căn nhà nó phải có địa lý rồi quý vị ở nó không đúng là phiền vô cùng cái đoạn đường từ Westminster trên đường Magnolia đến từ Westminster qua đến tới Edinburgh đó thỉnh thoảng chúng tôi thấy những cái căn nhà là cứ bị mất mấy cục gạch <laughs> bởi vì tối hôm trước đã bị ủi vô rồi xem lại ngày hôm qua tôi xem một bản tin nữa có một căn nhà ở trên San Francisco trong vòng năm nay đó 2022 bị ủi tới hai lần vì cái vị thế nó như thế nào mà chắc vì như thế mà đa phần họ nói rằng những cái tay mà yên hùng xa lộ đó chạy quá tốc độ nhưng mà hồi nãy tôi nghe Ngọc Nam nói có một cái tên nhà mà đụng bị đụng tới 8 lần liên tục luôn 8 lần trong vòng 7 năm khủng khiếp là <laughs> hầu như nhiều. là một năm là bị một lần Đúng cứ rồi. cho là như thế đi 1 năm là hầu như một năm là bị một lần trong vòng 7 năm thì bà này ở Las Vegas bà nói rằng là Người ta chụp hình nó ở có con đường bà, nhà bà ở không phải là trên con đường lớn, nó ở trong cái con đường nhỏ mà thấy cũng yên tĩnh Nhưng mà không hiểu tại sao mà căn nhà bà bị đụng đến 8 lần rồi, lần cuối cùng đó là mới cách đây hai tuần trước Trời đất Bà ở đây ba chục năm rồi, nhưng mà bà nói những cái lần mà mới 7 năm trở lại đây thôi Thì mới xảy ra những cái vụ mà người ta cứ hít vô trong nhà của bà khi thì đụng vô bờ tường, khi thì đụng ở phía trước nhưng mà Kìa. điều đó khiến bà lo, bà nói không biết yeah. đến chừng nào là nó đụng chết tôi luôn. Oh, à, tôi tại vì trong à. thời gian qua đó, những người mà bắt đầu chạy quá tốc độ, đầu chạy say xỉn gì đó bắt đầu nó nhiều hơn. Cho nên là nó cứ ủi vô chỗ uh, của bà như về nhà bà như vậy. À, rồi à, cái người mà hàng xóm của bà đó thì ông đó ông ngồi ông ngồi xe lăn mà khi phỏng vấn ông nói đó tôi thích đẩy cái xe ra ngồi phía trước nhưng mà bây giờ tôi không dám <laughs> ngồi nữa tại vì không biết khi nào thì Đúng. thì Đúng. À, tôi sẽ bị là trở thành nạn nhân như thế à, cứ đụng không có thấy là không có phải là rất là nặng nhưng mà cứ ủi vô miết như vậy nói rằng những người sống ở đây á bây giờ người ta đã làm một cái bản kiến nghị người ta gửi cho thành phố là cần phải làm sao ở uh, những cái bản hạn chế tốc độ hay là làm những cái gờ để mà khi Chấp mà đèn. Cái bom yeah, yeah. chạy qua cho chậm lại rồi. nhưng mà sao họ gửi đi mà thành phố ở đó họ cứ hết không tiền. có thèm đến xỉa gì tới <laughs> những cái người này hết cho nên rằng Ồ, là bây giờ ngay. họ lo lắm, họ nói rằng những đứa nhỏ đi học đi bộ trên con đường này cũng sợ là tại vì không biết tại sao 8 năm mà 7 7 năm mà 8 lần nhà mà bị đụng bị như vậy là nó cũng bất thường lắm luôn. Nhưng mà dù sao thì nó chỉ bị ủi sập cái bờ tường bên ngoài thôi. Dạ. Yeah. Tức là bà cũng cẩn thận đã trồng một cái cây lớn tôi thấy có cái cây lớn để che nếu mà ủi đi vào luôn thì đụng cái cây đó, bên ngoài thì có cái bê tông chút xíu. Còn có căn nhà ở California này họ nói 50 năm qua họ bị đụng bốn mấy chục lần. 50 năm. 50 năm bị mấy chục lần. Bị mấy chục lần thì đây là một trong những bức ảnh mới vào tháng 8 vừa rồi, một trong những căn nhà bị ủi mà, là, mà căn nhà của cái người này đó là khi mà ủi là ủi vô luôn chứ không có đụng bà tường bờ tiết gì hết bởi vì nó nằm ngay cái driveway Ngọc Lan. Tức là nó, nó xéo xéo đó khi mà tăng tốc độ buổi tối mà xây xỉn nó ủi là leo lên trên cái driveway cái chỗ đậu xe bên ngoài nhà đó ủi vào trong cái garage mà cái cửa chính đi vào nhà là ngay đây thì đây là một trong những căn nhà ở California bị ủi vào và người chủ nhà giữ lại những cái bức ảnh này không biết bây giờ bảo hiểm có đợi có bán cái bảo hiểm cho cái nhà này không mà lạ lắm nhất định không đi đâu hết á họ nói à. tôi sống ở đây quá nên tôi không thể bán cái nhà này tôi đi đâu hết là tại sao ta với bà mà ở Las Vegas cũng vậy bà nói rằng là tiền bảo hiểm nhà bà bị tăng lên yeah, tại cái hình nãy Ngọc Lan đưa quý vị xem là ừ. mới cách đây hai tuần thôi tuần trước đó thì người ta chưa có hình ảnh yeah. người ta coi lại nhưng mà bà nói bảo hiểm nhà cứ bị tăng lên như thế yeah. nhưng mà nói chuyện đến nhà thì những căn nhà nãy ở, ở Mỹ mà quý vị thấy nó nó rất là khiêm tốn trong khi ở Việt Nam á, có những cái gọi là biệt thự nhà lâu đài lâu đài chứ không phải là biệt thự nữa um, một cái lâu đài mà chủ nhân của cái lâu đài này á, ở hải phòng đó là đại gia ngô văn phát người ta còn gọi là ông phát dầu phải đồng ý trả cái số tiền 6 triệu rưỡi đô la để cho cái lâu đài này nó không bị tịch biên không bị tịch thu lý do là ông này đã bị uh, về cái tội rằng là ông làm những cái chứng từ hóa đơn giả đó để mà mua bán chứng từ đó ví dụ như ở việt nam có cái chuyện thay vì mình mua cái đó cái giá tiền nó thấp hơn nhưng bây giờ họ đi mua những cái hóa đơn giá tiền nó cao hơn Họ trả cho cái hóa đơn nó bao nhiêu tiền xong rồi họ ăn những cái tiền trên lệch Thì ông này là làm cái công việc đó, ông lập ra 22 cái công ty để mà chuyên bán cái hóa đơn giả đó Mà cái tiền mà ông thu được không biết là bao nhiêu mà cái điều mình thấy á, ăn cái số tiền như vậy nhưng mà cái án tù của ông á là chỉ có bị có 2 năm thôi 2 năm tù cho cái tội mà ông làm như vậy nhưng mà cái tài sản của ông nói là nếu mà ông phải trả lại cái số tiền mà ông đã ăn trong thời gian qua thì bây giờ ông trả số tiền 6 triệu rưỡi bởi vì riêng cái lâu đài này thôi người ta nói á, miếng đất không á là đã trị giá 8 triệu đô la rồi hiện bây giờ ở Hải Phòng nó nằm ở trên cái khu này gọi là Cái khu nhà giàu của Hải Phòng à, 3.000m2 anh Thủy 3.000m2 tức là Rộng à, lắm Nói bình thường bao nhiêu không không nhớ nữa Nhưng mà à, chỉ riêng Cái miếng đất không là 8, 8 triệu Cho nên bây giờ ông đồng ý Là ông nộp 6 triệu ừ. rưỡi Người ta nói là ông này á Ông này là chỉ là một trong số những người mà có những cái lâu đài như vậy Xây theo cái kiểu mà châu Âu mà ở trong đó đó Hiện thường á, có hai chục người ở thôi Mà là quản gia rồi những người giúp việc Chứ gia đình ông thì ở những chỗ khác Mà ông không phải là đây là cái duy nhất Ông có nhiều cái lâu đài như vậy Ở Hải Phòng, ở Thái Bình Mà trong đó nha nó nó Những cái gì mà nó gọi là đắt Tiền ở trên thế giới được rinh về đó để mà người ta dùng để xây cất. Rồi nó có cả những cái chỗ, cái mái ở trên là để cho trực thăng có thể đậu xuống. Nữa, thật luôn á. Dạ, yeah, có trực thăng để cho trực thăng đậu nữa. Ờ, rồi trong đó là được mô tả có những cái như không thua gì những cái phim trường hết trơn á. Quý vị thấy nó đẹp không? Tôi thấy mấy cái nhà Việt Nam xây kiểu gì nó hơi quê quê, nó làm sao á. Yeah. Mà trị giá khủng khiếp. Ở à, tại uh, California, ở Simi Valley, California, cảnh sát hôm nay rất là buồn để báo cho gia đình biết bởi vì cái vụ này uh, mất tích báo chí trên các đài truyền hình địa phương ở uh, quận Cam, Los Angeles cũng đã loan tải cô gái tên là Rachel Castillo, 25 tuổi, có hai đứa con và mất tích từ uh, cả một vài tuần lễ nay. Cảnh sát ngay lập tức họ... Uh, trong những cái vụ mà mất tích đó hoặc là chết người đó thưa quý vị cái chuyện đầu tiên mà cảnh sát đi tìm á, là những người thân nhất thì họ hỏi trong thời gian qua bố của mấy đứa nhỏ này ở đâu hoặc là bạn trai của cô ở đâu đó là thường họ nói những cái vụ mà tấn công bắt cóc này đó là đến từ người đàn ông hoặc là người phụ nữ vân vân thì lẽ đương nhiên gia đình nói ồ cô có chồng mà hai người chia tay nhau rồi thế thì cảnh sát đi truy lùng người chồng thì đến nhà của người chồng không tìm thấy. Và sau đó thì cảnh sát tìm thấy thi thể của cô uh, bị giết một cách thê thảm luôn ở Antelope Valley. Đường đi lên uh, Bakersfield đó thưa quý vị đi đi ngang cái cái vùng thung lũng đó thì uh, cái thi thể của cô đã được tìm thấy. Và trong thời gian qua cảnh sát truy lùng người chồng cũ và đến hôm nay thì uh, ngày hôm qua uh, cảnh sát đã đến nhà bố mẹ của cái tên này uh, tên này là uh, có cái tên gốc như giống người hồi giáo vậy đó jabab ali cũng 25 tuổi luôn chồng cũ thì uh, sau khi cô mất tích đó, người ta không tìm thấy tên này ở đâu hết thì bây giờ cảnh sát biết là hắn đã trốn khỏi để mà chạy lên victorville thì hậu quả là bây giờ cảnh sát nói tên này là kẻ đã giết và họ đã tìm thấy những cái bằng chứng DNA gì đó và cũng có thể là lời khai vân vân. À, cuộc điều tra hiện nay vẫn đang tiến hành và họ muốn tìm hiểu động lực là tại sao tên Jabab Ali này giết vợ, hai người có phải tranh chấp quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ hay không và thường trong những cái vụ án liên quan đến con cái đó là cái người chồng thua và vẫn yêu thương con quá và muốn thăm con người vợ đôi khi không cho vân vân hoặc là người chồng bị say rượu nghiện ngập gì đó cho nên nó sẽ xảy ra những cái tình trạng đó đó là lý do muốn giết vợ luôn là cái trong trường hợp này à, chúng tôi có thêm các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình thế giới mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo à, tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.